lá gì mà rần rần à, mà làm loạn hết cả sân khấu, khán giả tỉnh hết ngủ rồi, sung sướng cái kia thì làm sao mà tạm biệt được. Đấy, rất lâu năm rồi mới hát với anh Hưng ở Mỹ. Một lần nữa, người soái ca bao cho chương trình chính là người anh của Quyên là anh Tuấn Hưng. Mỗi một người ca sĩ nam khi mà Quyên kết hợp với sân khấu đều cho Quyên rất nhiều bài học lớn, cho Quyên biết lựa, cho Quyên biết tiết chế giọng hát của mình để có thể hòa hợp với tất cả các anh, hòa hợp với tất cả các bạn. Đó là những bài học tuyệt vời, rất thực tế. Nhưng mà thực sự mà nói là để thú nhận rằng trong dòng nhạc với những ca khúc nhạc trẻ, nhạc trữ tình, pop ballad thì anh Tuấn Hưng là người hợp với Quyên nhất. Hợp về giọng hát, hợp về vóc dáng. Rồi, mặc đồ đẹp rồi thì ra lại đây đi. Cũng chặt chém lắm. Nhưng đảm bảo là anh không bao giờ lóng lánh bằng em. Em biết anh sẽ làm quá cho nên là em mặc bộ nhù hột nhất em hát với anh đấy. Mời quý vị nghe những bài hát rất quen thuộc. Thank you.
Sài Gòn Lập Nghiệp trong những năm 2000. Ở thời điểm đấy thì Hưng và Quyên đều rất là ít người biết tới. Thế cho nên là hai anh em bàn nhau bảo bây giờ nếu mà tách từng đứa ra một thì mình cũng có thể ra những album và không biết là mọi thứ nó sẽ trôi nổi như thế nào thì không ai biết hết. Thế nhưng mà mình nên thử kết hợp đi. Mình cùng làm một album song ca, rồi sau đó mỗi đứa sẽ có thêm khoảng 3-4 bài solo gì đấy. Nó lạ lạ. Thế rồi rất là may mắn là cái album đầu tay đấy với bài hát mà Hưng và Quyên mới hát là ca khúc Như Giấc Chiêm Bao của nhạc sĩ Tường Văn đã được quý vị được mọi người biết đến rất nhiều. Và Lệ Quyên gần như là đã đột sắc và thăng hoa từ thời điểm đấy. Và đến ngày hôm nay thì có lẽ là những lời chỉ để có cánh Hưng không cần phải nói nữa, bởi vì Quyên đã có sẵn cả cánh rồi. Hả? Là em bay rất cao. Cứ nói đi, toàn mắng không? Bình thường tự nhiên vào lúc 3-4 giờ sáng inbox những cái nội dung không liên quan gì hết, mắng xối xả. Thì đứng ở đây cũng dám mắng thì khen đi xem nào. Đấy, thưa quý vị, thì trong cái từ lúc mà Hưng bắt đầu cuộc sống gọi là vào Sài Gòn ấy, thì Quyên gần như là giống như là chạy nó theo về sự nghiệp, cuộc sống gia đình, lấy chồng trước, sinh con trước, để quay sang nhìn mình bằng ánh mắt giống như nhìn không năng suất bằng mình sản xuất hú hồn chim én luôn. Mình sản xuất sau mà mình sòn đô la luôn. Bây giờ thực ra là kinh ngợi mình cũng không thể nói được trước, bởi vì đàn ông quan trọng ấy, mình có máu hay không thôi. Mình đúng không? Mình slogan của đoạn tôi đứng là gì? Đàn ông là đàn ông thì cái việc như này, phụ nữ bây giờ đi làm đẹp đúng không? Mà đàn ông anh em chúng tôi quan trọng nhất là sạch sẽ và khỏe. Đúng không ạ? Con trai mà trải chuốt nhiều quá nhiều khi không. Cái điều quan trọng nhất là một con ngựa rất là luôn được chiến, rất bất kham như ông anh trai của em đây cũng đã dừng chân tèn 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 rồi. Và đấy là điều em cảm thấy rất hạnh phúc. Đấy, em sẽ là người quản lý anh trên sân khấu. Thưa quý vị, là như này, Hưng là rất ít khi nhận lời làm ca sĩ khách mời cho các ca sĩ khác. Quý vị đã theo dõi con đường âm nhạc của Hưng thì biết. Nhưng bây giờ ngày hôm nay phải xuất hiện ở đây hát 2-3 bài thôi, thực sự cũng chỉ vì chuyện mua sữa cho con thôi. Anh em bây giờ cũng thẳng thắn cũng gì giấu. Mai cứ tặng cho một cặp tenor nhá. Thì em đi ra ngoài các anh các chị làm một bánh baccara rồi rủ em lên làm cái. Những giây phút thật là thoải mái, thực sự là có cảm giác là chúng ta là một đại gia đình. Có lẽ đây là cũng nhà những ca khúc mà nó về phía cuối chương trình rồi. Anh Tuấn Hưng hiện tại đang đứng cạnh Quyên, coi như là thay mặt cho tất cả các nam ca sĩ đã hát lần trước. Quyên nghĩ hai anh em rất là mong muốn đêm nay thực sự Quyên cộng hưởng tình yêu thương của đồng nghiệp của mình, những người bạn, người anh của Quyên làm một chương trình, chính là đêm nay một kỷ niệm tuyệt vời dành cho Colin. Và Quyên cũng mong một ngày nào đó thật gần anh Hưng sẽ hát một chương trình như thế này của anh ở đây. Và người đầu tiên anh nhớ là em cũng cần mua sữa cho con anh ạ. Thưa quý vị,
Ngày hôm nay thì Hưng nói thật là tất cả những tràng pháo tay mà quý vị dành cho những phần trình diễn của Hưng, Hưng cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tuy nhiên Hưng vẫn luôn luôn là người biết mình là ai và đang như thế nào. Phải nói thật với quý vị, anh chúc mừng em, bởi vì anh chắc chắn là trong thời điểm này không một ca sĩ nào tổ chức live show mà đông khán giả đến như vậy như ngày hôm nay. Thì có anh và có mọi người nữa. Cái việc mà mình phải có khách mời đúng không? Mình có khách mời đấy là chuyện đương nhiên đúng không ạ? Đương nhiên là phải có những người khách mời để hỗ trợ cho mình trong việc mà mình nghỉ ngơi một chút hoặc là thay đổi một chút, đấy là việc rất là giống như các chương trình live show khác cũng vậy thôi. Ông, nhưng mà một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, phải nói như thế. Nhưng mà anh cứ chúc mừng em, thực sự là chúc mừng, bởi vì mình cái gì đấy nó thẳng thắn là chúc mừng đúng không ạ? Mai mốt về phòng trà em lên lương cho anh được rồi. Đi nói cái gì quay lại cũng chỉ bị sữa thôi. Đúng rồi đấy, đúng rồi chị đấy. Bây giờ đóng giả tiếp theo, một bài hát tiếp theo, đóng giả sự chia tay, đóng giả sự rời xa. Và đây là bài hát song ca hay nhất đấy nhỉ anh ạ? Đây là một bài hát song ca cũng nằm trong album song ca của Hưng và Quyên ạ. Và đây là một trong những bài hát mà Hưng nghĩ và Quyên cũng đã từng nói.